Một vương quốc mô hình trưng bày rất nhiều các loại mô hình khác nhau. Chắc hẳn các bạn sẽ cảm thấy choáng ngợp và tưởng tượng như mình đang lạc vào vũ trụ của games, phim điện ảnh phải không nào? Nhưng chưa phải là tất cả. Đến với quán, các bạn không những vừa được chiêm ngưỡng, được chụp ảnh với những bộ sưu tập mô hình Việt Nam của Mr. Alien DVD, trên 5.000 mẫu mô hình của vũ trụ Marvel, DC, games, phim điện ảnh, mà các bạn còn có thể thưởng thức những ly trà, cà phê thơm ngon, bổ dưỡng và đa dạng các loại nước hoa quả ép. Đó là Alien Coffee, tọa lạc tại địa chỉ Manhattan 1606, Vinhom Imperia, Hải Phòng. Quán gồm 3 tầng, mỗi một tầng trưng bày các dòng mô hình khác nhau theo từng câu chuyện riêng của chúng. Xuất phát từ đam mê mô hình từ nhỏ và mong muốn được lan tỏa hạnh phúc sưu tầm mô hình, gần 10 năm qua, chủ quán, một nhà sưu tập Mr. Alien DVD, đã tích cực tìm kiếm và sở hữu một bộ sưu tập đồ sộ, những món đồ chơi mô hình chính hãng đến từ những thương hiệu mô hình hàng đầu trên thế giới. Hiện tại, quán đang có chương trình bốc thăm trúng thưởng, ai cũng sẽ có cơ hội được tham gia và bật mí là các phần quà là vô cùng đặc biệt. Còn chần chờ gì nữa, hãy đến với Alien Coffee để trải nghiệm ngay thôi nào các bạn ơi!